Ủy ban Nhân dân quận Ô Môn cũng đã ban hành kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 liều bổ sung và liều nhắc lại. Theo đó, quận sẽ tổ chức tiêm một mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 28 ngày cho các đối tượng là người từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên tiêm trước cho người từ 50 tuổi trở lên, đã tiêm đủ liều cơ bản nhưng có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cấy ghép tạng, ung thư HIV, đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng. Tiêm mũi nhắc lại sau ít nhất 6 tháng kể từ khi tiêm đủ liều cơ bản cho người trên 18 tuổi, ưu tiên người có bệnh nền, người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế, người từ 50 tuổi trở lên, người trực tiếp xét nghiệm chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19, nhân viên y tế.